đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Mình sang đấy học trong khoảng 3-4 năm. Đi du học rồi mà. Đừng buồn nữa. Buồn chưa? Càng cùng càng buồn. Linh này, Đồ Đồ với La La nó thích nhau phải không? Dạ. Sao mà con biết được? Chơi với nhau là sao mà không biết được? Nhìn kìa, chúng nó xúm xít với nhau từ lúc đậy đến giờ đấy. La La mới đến chơi hả cháu? Dạ vâng, cháu đến được một lúc rồi ạ. Cháu nghe Linh bảo anh Đô buồn nên cháu đến chơi với anh ấy một lúc cho vui bác ạ. Điều thế không biết nữa. Nào, hình như thấy Đô Đô nó vui hẳn. À thôi cháu ngồi chơi nhá. Này uống nước đi cháu. Vâng cháu xin. Bác phải xuống dưới nhà để nấu cơm đây. Linh, xuống mẹ nhớ chút việc đi. Linh, Linh, tôi chết rồi, thế là mẹ anh nghĩ là hai đứa mình thích nhau rồi đấy. Ớ vẩn. Chết gì mà chết. Chả đúng kịch bản của anh quá còn gì. Mẹ vui, chả tốt cho anh còn gì. Mà tự nhiên lại có một cái bình phong tốt. Không thích thì thôi, em về đây. Ơ, thôi đừng có giận anh. Anh chỉ đùa một tí thế thôi. Thì chúng mình thích nhau cũng được mà. Đừng có mơ nhá. Ơ thế vẫn con giận à? Này, La La, cho anh cù em nhá. Này, đừng có đậu vào người em. Em có máu buồn đấy. Càng buồn càng cù. Xong hết cả rồi. Nào, trông hấp dẫn không? Tuyệt vời. Bao nhiêu điểm em chấm? 10 điểm. 10 điểm à? Thưởng một cái. Cảm ơn em. Cái cái gì? Ơ? Trông thế nào? Đẹp ạ. À, hôm nay nhà mình có khách cả bố mẹ. Này, cái tay. Chứ còn gì nữa? Cậu lại còn giả vờ nữa à? Ý mẹ là La La ý à? Còn á cái gì nữa? Con có biết là bởi vì hôm nay con bận học, không đi đón La La được cho nên mẹ phải nhờ Phan Linh đón La La đến nhà mình ăn cơm. Thế là hóa ra là chuyện mẹ nói là thật à? Hả? Chuyện gì hả bố? Thế còn chuyện gì nữa? Ma mờ cái chuyện con với La La. Sao? Này, bố thấy thái độ của mẹ lạ lắm nhé. Trước kia thì phản đối em Phan Linh kịch liệt, còn bây giờ thì lại ngược lại. Để bố hỏi mẹ xem thế nào nhé. Thế là xong rồi đấy. Nào hai bố con ngồi vào đi. Đợi Phan Linh và La La đến là cả nhà liên hoan. Làm cái gì mà hai bố con sẽ mang cái bộ mặt hình sự thế kia. Vào ngồi đi con. Em này. Cái gì đấy? Đang băn khoăn là không biết có nên hỏi em không, là anh đang quan tâm đến cái chuyện là cái tình cảm của cái thằng Đô nhà mình ấy. Em không biết là em có ý em thế nào. Anh thắc mắc vì sao em không cấm đoán chuyện tình cảm của nó chứ gì. Anh có biết con bé La La là một con bé rất là ngoan ngoãn, rồi học hành giỏi giang, lại xinh xắn dễ thương. Thời buổi này kiếm được một đứa con gái như nó hiếm lắm. Nhưng mà con có biết là hai đứa vẫn còn ít tuổi, không được đi quá giới hạn, phải chú tâm vào chuyện học hành, nếu không là mẹ cấm tiệt luôn đấy. Con hiểu không? Luôn. Hiểu chưa? Mẹ nói thật ý à? Tại sao lại không thật ở đây? Con có biết nhiều lúc mẹ thấy La La còn chín chắn hơn cả con nữa đấy. Mà mẹ hy vọng có khi La La lại chấn chỉnh được cậu ấm nhà mẹ cũng nên ý. Hiểu chưa?
Chính vì thế cho nên em muốn làm cuộc cách mạng trong cái gia đình này, có đúng thế không hả vợ yêu? Mẹ em về rồi. Chào hai bác ạ. Cháu đến giờ đấy hả Lala? Vâng. Bác ơi, cháu đi đường thấy táo ngon quá nên mua một ít để cả nhà cho mát. Sao cháu chú đáo thế? Này, bác bảo này, lần sau không phải mua nữa đâu nhá. Người nhà cả mà khách sáo thế. Người nhà cả mà gì? Ai bảo anh nhờ vả làm gì? Bây giờ cố diễn tròn vai đi anh trai. Nhưng mà không nhất thiết mẹ phải nghiêm trọng đến mức mời Lala đến tận nhà mình ngồi ăn cơm trong gia đình như thế này. Sao lại không? Con dâu tương lai thì mới đến là lẽ đương nhiên. Mà mẹ cứ nói đi nói lại ý. Em đau hết cả đầu, em phải chạy đến đón Lala luôn. Anh nhìn xem mặt mẹ vui như Tết đi kia. Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi. Thôi xong rồi, mời cả nhà ra xay cơm đi. Ngồi vào mâm đi các con. Ngồi xuống đi anh. Bắt để cháu. Mời cháu. Ăn đi cháu. Món này bác làm lấy đấy. Ồ, thế ạ? Ừ. Sao hôm nay anh đâu nhà mình cứ im như thóc bố mẹ nhờ. Này, đồ nó chẳng nói gì, làm cho mẹ lại nhớ cái hôm đầu tiên bố đến nhà ông bà ngoại. Cả buổi cũng chẳng nói gì cả, cứ im như thóc. Làm cho chính bản thân mẹ, mẹ lại phải nói chuyện với ông bà ngoại. Làm gì cơ? Chứ làm gì nữa. Ăn đi, sao cứ ngồi đần ra thế hả? Vâng, vâng. Cả nhà cứ kệ con bởi vì con thấy vui quá. Đồ ăn ngon lắm ý ạ. Ngon lắm à? Vậy thì nâng cốc. Xin chúc mừng. Nào. Chúc mừng sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Năm mới.